Ok anh em nha. Tiếp nối mấy cái ngày nghỉ lễ thì thôi em xả cho mấy anh em nghèo. Thì em xả cái lô lô này em xả cho anh em lô 5 cuốn đi, 5 tặng 1 đi. Mà toàn băng mới anh em nhá. Băng này là băng trắng gần như là mới rồi. Và toàn là Scott cả anh em ạ. Đấy. Thì lô này em gọi là ngon bổ rẻ ngày lễ cho anh em thôi. Tất cả các băng bên em sản xuất thì có bán theo lô hoặc là bán các băng có chương trình. Tất cả các băng có chương trình đều cũng đều sản xuất từ các cái lô băng đây cả. Về 400 500 cuốn cả, cho nên anh em nào càng mua nhiều thì càng tặng nhiều nhá. Còn ít nhất thì bán xé lẻ bán lô 5 cho anh em để anh em vừa tiền. Đấy, lô 3 cũng được. 3 em tặng 1, 5 em tặng 1. Đấy, tùy anh em ít tiền thì mua thế nào mua, nhưng mà clip này thì em lên cho anh em lô 5 tặng 1 đi, mà lại toàn Scott băng toàn 3 tiếng cả anh em ạ. Đây em quay chi tiết cho anh em này. Bán băng là theo lô, tức là bán xỉ theo lô. Nhưng mà em vẫn quay chi tiết ruột gan cho anh em, đó là cái điều mà bên em làm là rất rất hỗ trợ anh em rồi. Còn anh em nào mà cảm thấy cảm thấy mà ngại mua lô thì mua lẻ mua chọn vô tư. Một cuốn băng có chương trình này là 950 này, còn một cuốn băng trắng mà chọn thì 650, vẫn là gọi là phôi băng. Anh em thích lấy kiểu gì thì lấy, còn mua lô này thì lại siêu rẻ luôn. Đấy. Cái gì cũng có giá của nó cả. Anh em thích mạo hiểm thì anh em mua được hàng giá tốt. Còn tất cả những cái lô này đều là sản xuất đây cả thôi. Đấy. Từ lô này mà ra được thành phẩm này cả. Nhiều khi nói vui là phải lao động thì mới ra được thành phẩm anh em nhá. Còn anh em nào mà muốn ít tiền thì phải chịu khó lao động thôi. Còn quay thế này thì anh em người hiểu biết thì quá rõ rồi. Cái lô băng quá đẹp. Mà lại toàn Scott gan gà này thì toàn Scott này thì nói thật là thâu nhạc Pri 75 thì quá là ok luôn nhá. Đây bây giờ quay nói hơi nhiều rồi. Quay chi tiết cho anh em này từng cuốn này. Đây đây quay bìa này. Những cuốn này dài lắm. Nếu mà thâu phải 2-3 tiếng trở lên đấy anh em ạ. Đây cuốn thứ nhất. Cuốn thứ nhất mở ra cho anh em xem. Mở cho anh em xem. Băng này còn cả cuống này. Bằng như mới còn cả cuống. Đấy. Rồi. Đây băng bìa hộp lít. Gọi là zin tây. Một cuốn ạ. Cuốn thứ hai cũng mở ruột cho anh em xem luôn. Anh em nhìn cái cuốn băng này. Scott này. Scott này. Nhìn cuốn băng cái sợi Scott này. Đấy. Nó đẹp thế này. Rồi em lại bỏ vào đây. Rồi em quấn lại. Một tay quay đi, một tay anh em thông cảm tí nha. Đây. Đấy. Đây anh em nha. Đấy, Scott gan gà thì đúng quá tuyệt vẹp. Nhạc Pri 75 mà thâu thì. Đấy cuốn thứ hai nè. Cuốn thứ ba này. Cuốn thứ ba này. Scott này đẹp mê man luôn. Đấy, Scott đẹp mê man luôn. Cuốn thứ ba này. Đó. Cuốn thứ tư này. Bằng như mới mẹ. Bán lô mà không cần phải chọn là luôn bởi vì toàn băng mới. À, cuốn thứ năm này. Đấy, trời đẹp tuyệt vời luôn. Ui có một cuốn Scott 150 nữa này. Sợi đỏ này đẹp chưa. Đấy. Rồi không liên tha liên thuyên. Một cuốn, hai cuốn, ba cuốn, bốn cuốn, năm cuốn, sáu cuốn. Sáu cuốn Scott. Em bán coi như bán 5 tầng 1. Sáu cuốn này em tính cả bán 1.600.000 bao ship luôn. Nhá 1.600.000 bao ship luôn. Quá ngon luôn, xin cảm ơn. Anh em chốt nhanh nhá. Giá ngày nghỉ lễ thôi đấy.